Quý vị thân mến, tiểu đường hiện nay là một căn bệnh mãn tính nằm trong danh sách những bệnh lý gây tử vong hàng đầu trên thế giới, chỉ đứng sau ung thư và tim mạch. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, căn bệnh nguy hiểm này đã cướp đi mạng sống của 4,6 triệu người mỗi năm. Như vậy thì trung bình cứ 7 giây lại có một người chết vì bệnh tiểu đường. Điều này cho thấy thực trạng của căn bệnh này đang rất báo động. Và mặc dù tiểu đường hiện nay chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn, thế nhưng theo các chuyên gia, người bệnh hoàn toàn có thể dùng chế độ ăn uống của mình để hỗ trợ điều trị. Vậy khi bị bệnh tiểu đường, chúng ta nên ăn gì để kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả? Sau đây là 10 loại rau củ là khắc tinh của bệnh tiểu đường, cứ ăn vào là bệnh tật tự động tiêu tan, sống khỏe mạnh đến già. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giữa vô vàn các loại thực phẩm hiện nay, việc lựa chọn được thực phẩm giúp duy trì hàm lượng đường huyết ổn định cho người bệnh tiểu đường là một khó khăn cho những người bệnh chưa có nhiều kiến thức về căn bệnh này. Chính vì thế mà ngay sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn được những thực phẩm tốt nhất giúp phòng và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Thực phẩm thứ nhất là mướp đắng. Mướp đắng được biết đến là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Song hàng trăm nghiên cứu đã chứng minh mướp đắng có tác dụng giảm lượng đường trong máu hiệu quả. Lý do là bởi trong mướp đắng có chứa chất có vai trò ức chế các enzyme tham gia phá vỡ carbon hydrate đơn giản, làm giảm gluco được đưa vào máu. Để có tác dụng tốt nhất, nên sử dụng mướp đắng dưới dạng nước ép vào sáng sớm nhé. Tuy nhiên, người bệnh nên chọn loại mướp đắng rừng, quả nhỏ, nhiều gai nhọn để đạt được công dụng tốt nhất. Thực phẩm thứ hai là củ nghệ. Củ nghệ không chỉ mang lại màu vàng tươi cho các món ăn hàng ngày mà còn ảnh hưởng đến nhiều loại bệnh. Nghiên cứu phương Tây ngày càng quan tâm đến các đặc tính chữa bệnh của nghệ trong bệnh tiểu đường. Thành phần chống oxy hóa, chống viêm curcumin được coi là sứ giả có trách nhiệm với sức khỏe. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những con chuột được cho ăn nghệ trong chế độ ăn uống của chúng có lượng đường trong máu ổn định hơn và do đó ít bị bệnh tiểu đường loại 2 hơn so với nhóm so sánh của chúng. Ở những con chuột thừa cân được điều trị bằng nghệ, tình trạng viêm trong mô mỡ cũng được chữa lành đáng kể. Các nhà khoa học cho rằng nghệ có thể làm giảm sự đề kháng insulin và do đó chống lại bệnh tiểu đường loại 2 cũng như các vấn đề trao đổi chất thường liên quan đến tình trạng thừa cân. Thực phẩm thứ ba là bông cải xanh. Bông cải xanh là thực phẩm dẫn đầu bảng nhóm rau xanh tốt cho sức khỏe với hàm lượng dinh dưỡng cao, nhất là vitamin C và các chất chống oxy hóa, có khả năng tạo cảm giác no lâu trong nhiều giờ liền. Đặc biệt, đây được xem là thực phẩm khắc tinh của bệnh tiểu đường nhờ vào hàm lượng lớn hóa chất sulforaphane có khả năng kiểm soát tốt đường huyết, nhất là ở các bệnh nhân tiểu đường type 2, đồng thời làm giảm các tổn thương đến các tế bào do bệnh tiểu đường gây ra. Ngoài ra, bông cải xanh còn là thực phẩm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư hiệu quả và cực kỳ được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Thực phẩm thứ tư là rau cần tây. Rau cần tây có tính mát, vị ngọt, hơi đắng, có công dụng bình gan, thanh nhiệt, trừ phong, lợi thấp, kiện thần, nhuận phổi, trừ ho, thích hợp với các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mất ngủ, đi tiểu ra máu, đau đầu, phụ nữ da bạch đới, xuất huyết sau đẻ. Hơn nữa, rau cần tây còn rất giàu vitamin P, C, có tác dụng hạ huyết áp, hạ mỡ máu, nhất là ở những người bệnh thể nguyên phát, người bệnh là phụ nữ hoặc người cao huyết áp thời kỳ tiền mãn kinh. Rau cần còn chứa nhiều muối vô cơ và chất xơ, có tác dụng bảo vệ mạch máu, tăng sự phát triển của xương, phòng bệnh máu thiếu sắt. Thực phẩm thứ năm là củ cà rốt. Cà rốt có tính bình, vị ngọt, không độc, có công dụng hạ khí bổ trung, kiện tỳ hòa vị, bổ thận, dưỡng huyết, thích hợp với các bệnh tiêu hóa kém, ho, quáng gà, khô giác mạc, khô da, tóc rụng. Một số chất trong cà rốt còn có tác dụng hạ đường trong máu, làm tăng lưu lượng tuần hoàn qua tim, hạ thấp mỡ máu, thúc đẩy sự hóa hợp của hormone tuyến thượng thận nên có tác dụng hạ huyết áp và tăng cường sức khỏe cho tim. Người bệnh đái tháo đường nên thường xuyên ăn cà rốt, không chỉ giúp điều hòa lượng đường huyết tốt hơn mà còn phòng ngừa một số biến chứng như cao huyết áp, tổn thương thần kinh, tổn thương võng mạc mắt. Thực phẩm thứ 6 là củ cải. Củ cải có tính mát, vị cay ngọt, không độc, tác dụng tiêu thực, nhuận khí, tiêu đờm trị hen, chống mát, lợi tiểu tan ứ, thích hợp với các chứng chướng bụng, ho nhiều đờm, tức ngực khò khè, tiêu khát, nôn ra máu, lị, đau nửa đầu, đồng thời giúp làm hạ đường huyết nữa. Lượng canxi trong củ cải tương đối nhiều nên có thể dùng bổ sung cho người bệnh tiểu đường bị loãng xương và bổ trợ cho tình trạng thiếu canxi trong tế bào. Trong củ cải còn có một chất có thể tránh hiện tượng tích mỡ dưới da, làm giảm béo rõ rệt. Ngoài ra, củ cải còn giúp hạ lượng cholesterol trong máu, giúp phòng bệnh cao huyết áp và động mạch vành. Người bệnh tiểu đường type 2 nên dùng nhiều. Thực phẩm thứ 7 là rau hẹ.
Rau hẹ có chứa chất hóa hợp của lưu huỳnh và một số nguyên tố vi lượng như canxi, phốt pho, magie, kẽm, có công dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và hạ mỡ trong máu, có tác dụng phòng và chống bệnh tiểu đường kèm theo các chứng như huyết áp cao, động mạch vành. Thực phẩm thứ 8 là quả bí đao. Bí đao có tính mát, hơi hàn, vị ngọt, có tác dụng lợi tiểu, tiêu đờm thanh nhiệt, giải độc, chống khát, thích hợp với các trường hợp béo phì, tiểu đường, phù thủng, nóng trong, mụn nhọt, vân vân. Bí đao có ít năng lượng, ít đường nhưng lại rất giàu kali, vitamin, muối vô cơ và đặc biệt là một số hóa chất quý, có tác dụng hạ mỡ máu, giảm béo rất tốt, thích hợp với người trung niên và cao tuổi mắc tiểu đường type 2. Thực phẩm thứ 9 là mướp. Mướp có tính mát, vị ngọt, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, thông kinh lạc, hoạt huyết, lợi tiêu hóa, tăng tiết sữa. Do đó có thể dùng trong trường hợp mụn nhọt, lở loét, đại tiểu tiện ra máu, thấp nhiệt, đau cơn cốt, sản phụ tắc sữa, bệnh trĩ, vân vân. Bên cạnh đó, mướp cũng chứa ít calo, chất béo và ít cả chất đường nữa, nhưng lượng calo cao cùng với nhiều nguyên tố vi lượng thiết yếu. Thường xuyên ăn mướp sẽ có tác dụng tốt với người tiểu đường, người bị cao huyết áp. Mướp còn có tác dụng làm ổn định nhịp tim, tan đờm và tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Thực phẩm thứ 10 là hành tây. Hành tây có tính ôn, vị cay, công dụng làm ấm phổi, tan đờm, dùng rất tốt cho các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, đau bụng do lạnh, ăn khó tiêu. Hành tây có hóa chất có thể làm hạ đường trong máu vì nó có thể tác dụng lên tế bào tuyến tụy, thúc đẩy việc bài tiết insulin, hồi phục lại chức năng, làm cho lượng đường trong máu ổn định ở mức an toàn. Trong hành tây còn có các chất có tác dụng hạ huyết áp, tăng cường lưu thông khí huyết, tăng lưu lượng máu qua thận, lợi tiểu, v.v. Người mắc bệnh tiểu đường type 2 sử dụng hành tây sẽ rất tốt cho tình trạng cao huyết áp và mỡ máu cao bạn nhé. Quý vị thân mến, tuy rằng bệnh tiểu đường không thể chữa khỏi một cách nhanh chóng, nhưng người bệnh có thể sống như căn bệnh này không tồn tại nhờ một chế độ ăn uống hợp lý. Chính vì vậy, bên cạnh việc bổ sung thường xuyên 10 loại rau củ chúng tôi gợi ý vừa rồi, bạn cũng cần loại bỏ hoặc hạn chế ngay 8 thực phẩm sau đây ra khỏi chế độ ăn uống của mình hàng ngày, vì chúng chính là thủ phạm làm cho lượng đường trong máu tăng cao, gây ra hàng loạt bệnh tật nguy hiểm khác. Hãy cùng theo dõi video để xem mình có thường xuyên sử dụng những thực phẩm này hay không và thay đổi ngay bạn nhé. Thực phẩm đầu tiên đó chính là cơm. Kết quả một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học Mỹ công bố cho thấy, những người ăn gạo trắng thường xuyên có nguy cơ tiểu đường type 2 cao hơn các thực phẩm tinh bột khác. Theo nghiên cứu này, những người ăn ít nhất 5 bữa gạo trắng một tuần sẽ có thêm 17% nguy cơ mắc tiểu đường hơn những người ăn cùng con số trên trong vòng 1 tháng. Đồng thời, các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard của Mỹ đã kiểm tra dữ liệu từ 197.000 người trưởng thành ở độ tuổi trên 22 cho thấy nếu những ai ăn một hoặc hai bữa gạo nâu trong vòng 1 tuần sẽ giảm được 11% nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Thực phẩm thứ hai là trứng. Theo các nhà nghiên cứu, ăn một quả trứng mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Với những người bị bệnh tiểu đường loại 2, nếu ăn hơn 2 quả trứng trong một tuần sẽ khiến bệnh trầm trọng hơn. Sau khoảng hơn 20 năm tiến hành theo dõi với khoảng 57.000 nam giới và phụ nữ, các nhà nghiên cứu của Mỹ đã đưa ra kết luận này. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc ăn trứng hàng ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 lên đến 60%, với phụ nữ có thể lên đến 77%. Thực phẩm thứ ba là bánh mì trắng. Các thực phẩm chứa tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng, mì trắng và bất cứ thứ gì làm bằng bột mì trắng đều hoạt động giống như đường khi cơ thể bắt đầu tiêu hóa chúng. Tinh bột tinh chế làm ảnh hưởng đến việc kiểm soát lượng đường trong máu. Tốt hơn, bạn nên thay thế bằng các loại ngũ cốc bởi chúng giàu chất xơ và thường không tác động mạnh đến nồng độ đường huyết. Thay vì ăn bánh mì trắng vào bữa sáng, hãy chọn bánh mì nướng từ ngũ cốc nguyên hạt. Vào bữa trưa và tối, hãy thay thế thực phẩm làm từ tinh bột trắng bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, gạo dại, lúa mạch hoặc bánh mì nâu để giảm thiểu tác động đến lượng đường trong máu. Thực phẩm thứ tư là nước ép trái cây. Mặc dù trái cây, loại thực phẩm chứa carbon hydrate giàu chất xơ là lựa chọn tốt cho bệnh nhân tiểu đường, nhưng không thể suy ra rằng nước ép trái cây cũng có công dụng tương tự. Mặc dù cung cấp nhiều lợi ích dinh dưỡng hơn so với soda và các loại đồ uống có đường khác, nhưng nước ép trái cây, ngay cả loại nguyên chất 100% cũng chứa rất nhiều đường trái cây, ít chất xơ, gây biến động nồng độ đường huyết. Các chuyên gia sức khỏe khuyên, thay vì uống nước ép trái cây, mọi người hãy tăng cường ăn trái cây tươi, vừa giúp thỏa cơn thèm ngọt, vừa mang lại lượng chất xơ đầy đủ cho cơ thể. Như thế bạn có thể duy trì lượng đường trong máu ở mức an toàn và hạn chế lượng calo hấp thụ vào cơ thể. Thực phẩm thứ 5 là trái cây khô. Nho khô hoặc các loại trái cây khô khác là lựa chọn tốt hơn so với bánh quy.
nhưng nó vẫn làm tăng đột biến chỉ số đường huyết vì lượng nước bị mất đi trong quá trình sấy khô, làm cho các loại đường tự nhiên trong trái cây trở nên rất đậm đặc. Đây là một lý do nữa để bạn gắn bó với trái cây tươi như bưởi, dưa lê, sâu tây, đào. Thực phẩm thứ 6 là kẹo. Theo các chuyên gia, những loại thức ăn chứa nhiều đường và carbon hydrate xấu như kẹo, bánh quy, siro và soda rất ít giá trị dinh dưỡng, lại còn gây biến động lượng đường trong máu và khiến bạn tăng cân. Cả hai yếu tố này đều làm trầm trọng thêm các biến chứng của bệnh tiểu đường. Hãy tập làm thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt của bạn bằng những loại đồ ăn vặt chứa carbon hydrate tốt như là trái cây tươi. Táo, dâu, lê, nho, cam đều có vị ngọt, hương vị thơm ngon và giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu gluco. Đây là những lựa chọn tốt để kiểm soát lượng đường trong máu. Thực phẩm thứ 7 là khoai tây chiên. Khoai tây chiên kiểu Pháp cũng là một lựa chọn khủng khiếp đối với bệnh nhân tiểu đường, bởi vì khoai tây chứa lượng tinh bột cao. Khoai tây chiên cũng rất béo nên có thể dẫn đến tăng cân và phát triển bệnh tim. Salad hoặc xà lách trộn là sự lựa chọn lành mạnh hơn nhiều. Thực phẩm thứ 8 là nước tăng lực. Nước tăng lực chứa nhiều đường và caffeine có thể khiến lượng đường trong máu và insulin tăng cao, gây nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng cân. Hạn chế uống nước tăng lực khi không cần thiết sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế các loại nước ngọt ăn kiêng. Chất tạo ngọt nhân tạo chính là nguyên nhân khiến loại đồ uống này trở nên không lành mạnh, bởi các loại đường nhân tạo này có độ ngọt cao gấp hàng trăm đến hàng nghìn lần so với đường tự nhiên và vẫn có khả năng kích thích tuyến tụy sản sinh insulin để giải phóng vào máu. Do đó bạn không nên uống quá nhiều loại đồ uống này nếu không muốn mắc bệnh tiểu đường nhé. Quý vị thân mến, như vậy là qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu vấn đề ngăn ngừa bệnh tiểu đường bằng 6 loại rau củ dân dã. Thứ nhất là quả mướp đắng. Thứ hai là củ nghệ. Thứ ba là rau cần tây. Thứ tư là bông cải xanh. Thứ năm là củ cải rốt. Và thứ sáu là củ cải đường. Nếu đang vướng phải căn bệnh này, bạn hãy bổ sung 6 loại rau củ vừa rồi để kiểm soát bệnh nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.